top 7 quán ăn ngon tại Đồng Văn vừa rẻ lại vừa chất lượng đây. 1. Nhà hàng Quang Dũng tại Đồng Văn. Đây là nơi phục vụ món gà đen thơm ngon nổi tiếng khắp cả nước và các món ăn đặc sản của vùng Đông Bắc Bộ. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát cùng phong cách thiết kế đơn giản. Đặc biệt, thái độ phục vụ của nhân viên nhà Quang Dũng luôn được khách hàng đánh giá rất cao. 2. Nhà hàng Greencast. Greencast là nhà hàng mang phong cách hiện đại cùng đa dạng món ăn Á, Âu, nổi trội như thịt heo mè, salad hoa chuối, mì ý kem sữa, lẩu bò nhúng chua cay. Ngoài ra, ở đây cũng sở hữu không gian 2 tầng rộng rãi cùng thiết kế hiện đại với bàn ghế gỗ sang trọng. 3. Nhà hàng Roma Italian tại Đồng Văn. Nếu là tín đồ của pizza hay các món Tây như spaghetti, beefsteak thì không thể bỏ qua Roma Italian. Ở đây cũng phục vụ các món đặc sản Hà Giang, đặc biệt như là rượu ngô, khu vực giải trí với bàn bia ở tầng 2 thu hút đông đảo khách hàng. 4. Quán cơm Bà Tù Lan. Là quán cơm bình dân đã tồn tại hơn 15 năm trên con đường phố cổ Đồng Văn, quán cơm Bà Tù Lan luôn cháy bản với những món ăn ngon, bổ, rẻ, đặc biệt là món ăn thương hiệu cá kho tộ. 5. Quán bánh cuốn Bà Hà tại Đồng Văn. Nằm trong top đầu quán bánh cuốn chuẩn vị nhất Hà Giang, quán luôn thu hút số đông khách hàng với cách chế biến độc đáo của người Tài. Đến đây, bạn nhất định phải thử hai loại bánh cuốn được du khách yêu thích nhất là bánh cuốn trứng và bánh cuốn thịt nhé. 6. Quán cháo Mộc Miên. Cháo ấu tẩu thơm ngon, bổ dưỡng bậc nhất của người Mông là món ăn độc nhất vô nhị của quán. Với mức giá chỉ từ 25 đến 50 nghìn đồng là bạn đã được thưởng thức một bát cháo ấu tẩu với thịt băm, trứng gà, hành hoa và tía tô dậy mùi vị. 7. Quán bò thảo dược Tờ Rang ở Đồng Văn. Nhắc đến Đồng Văn không thể bỏ qua món ăn cực hot bò thảo dược tại quán Tờ Rang. Phần thịt bò tươi sống chất lượng loại 1 được nướng trên mô hình phiến đá kết hợp với phần nước chấm tiêu đen đã khiến quán trở thành chốn dừng chân lý tưởng cho các du khách.